Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình ngữ văn lớp 8. Bạn mến, ở bắt lớp dưới, ở lớp 6 thì chúng ta thấy là bác Phương, lớp 6 lớp thì chúng ta thấy bác phương thức và biểu cảm thì nó tách biệt pha thành một phương thức độc lập. Và hôm nhưng bắt đầu với lớp 7 chúng ta đã tìm hiểu về các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn bản biểu cảm và nó đã mở đầu cho cái việc là học kết hợp các phương thức tự sự kết hợp lại nhau trong một văn bản. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về yếu tố miêu tả biểu cảm trong văn bản tự sự. Và chúng ta sẽ sau khi sẽ áp dụng những kiến thức ở đây để có thể là viết một cái bài văn, đó là bài văn số 2. Đó viết bài văn tự sự và kết hợp với miêu tả biểu cảm thì chúng ta sẽ sử dụng yếu tố này. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần nhất, đó là sự kết hợp với yếu tố để tả và biểu tình cảm trong văn bản tự sự. Đầu tiên chúng ta sẽ xét từng ví dụ. Đầu tiên chúng ta đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu điều ở dưới. Xe chạy chậm chậm, mẹ tôi cầm nón vẫy tôi. Vài giây sau tôi đuổi kịp. Mẹ tôi vừa véo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi. Bị tôi hoài lên khóc vừa cứ thế nức nở. Mẹ tôi cũng phục về theo. Con đi đi, mợ đang về với papa rồi mà. Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm mắt, ướt mắt cho tôi rồi xông nách tôi lên xe. Mấy mấy giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còn vòm vòm või phơ phát quá như bố tôi nhắc lại người họ đầu của tôi. Khuôn mặt mẹ tôi vẫn tươi phá với đôi mắt trong và nước pha mịn làm nổi bật màu hồng của hai gò má, hay vậy sự sung sướng bỗng bược trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như của phong phúc túc. Tôi ngồi trên đệm phê áp đùi mẹ tôi ngả vào cánh tay mẹ tôi. Thôi với những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơ man khắc da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khô miệng phinh phắng nha trầu phả ra lúc đó thơm bao lạ thường. Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ để bạn tay mẹ vuốt ve từ trán phún tằm gái vương ở phía lông cho. Mới thấy người mẹ có một êm vị vô cùng. Từ ngã tư đầu trường học về đến nhà, tôi không còn nhớ mẹ tôi đã hỏi tôi và tôi đã trả lời mẹ như cô vịt chưa. Rồi đầu tiên chúng ta hãy chỉ vai tìm vai biểu cảm trong và trong và đoạn văn trên. Với chúng ta từng chú ý các từ ngữ, câu văn, hình ảnh, chi tiết thể hiện các yếu tố miêu tả và biểu cảm. Vậy thì các yếu tố này đứng riêng hay là đang xem yếu tố tự sự? Hai, bỏ hết các yếu tố miêu tả biểu cảm trong đoạn văn trên, sau đó chép lại các câu văn để người và viết thành một đoạn. Bố trí đoạn văn đó với đoạn văn trên để dùng nhãn phép, nhưng chúng ta sẽ không biết đoạn văn đâu mà chúng ta phải trả lời luôn. Nếu không có các yếu tố miêu tả biểu cảm thì việc kể chuyện trong đoạn văn trên sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Vì đó vút ra biết rộng về vai trò tác dụng của yếu tố miêu tả biểu cảm trong việc kể chuyện. Ba, bỏ hết các yếu tố kể trong đoạn văn trên, chỉ để lại các câu văn miêu tả và biểu cảm thì đoạn văn sẽ bị ảnh hưởng ra sao? Nó phát hành chuyện không? Vì sao? Và chúng ta phải vút ra nhận xét về vai trò của yếu tố về người và việc trong văn bản tự sự. Rồi chúng ta sẽ đầu tiên của yếu tố miêu tả. Thì đầu tiên đó câu phe chạy chậm chậm, được chưa? Vết hở hồng hộc trán đẫm mồ hôi, được chưa? Và mẹ tôi vừa béo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi thì đó vừa là yếu tố miêu tả, vừa là tự sự. Rồi, ngoài ra còn có yếu tố để tôi xem ạ. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn là nổi bằng màu hồng của hai gò má. Hơi quần áo mẹ tôi ngồi trên đệm xe bụi áp đầu mẹ tôi đầu ngả bên tay mẹ tôi là yếu tố tả, được chưa? Áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phá ra lúc đó hơn cô lạ thường là yếu tố tả. Ngoài ra cũng là yếu tố kể và miêu tả biểu cảm nữa, được chưa? Ngoài ra còn có một câu là vừa biết là yếu tố tả biểu cảm. Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ để bàn tay người mẹ vuốt ve từ trán phún tằm và gõ hồn xuống lưng cho. Mới thấy người mẹ cũng êm dịu vô cùng, được chưa? Rồi rồi bây giờ có biểu cảm thì chúng ta sẽ có các câu như sau. Yếu tố biểu cảm đầu tiên đó chính là tôi òa lên với bức thế nức nở, được chưa? Yếu tố biểu cảm đó chính là đến bấy giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còn quá lá như tôi nhắc lại người họ đội của tôi, được chưa?
Hai bại phụ sung sướng bỗng bược trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình, mà mẹ tôi lại tươi đẹp như quả bóng sung túc. Tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơ man khắp xa thịt. Phải bé lại và lăng vào lòng một người mẹ áp mặt bầu phơi nóng của mẹ. Để bàn tay người mẹ vuốt ve bị chán phúng tàn và gãy ôm sống nhưng cho mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng. Được chưa? Và nó đa phen với cùng yếu tố tự sự. Được chưa? Chúng ta thấy nếu không có các yếu tố miêu tả biểu cảm thì nó về yếu tố kể chuyện nó sẽ rất là khô khan, nó chỉ toàn chuỗi sự việc mà thôi, nó chẳng biểu lộ tình cảm gì cả, cũng chẳng rõ nét gì cả, được chưa? Và chúng ta sẽ không cảm nhận được tình cảm, không thấy được biểu hiện cảm xúc của nhân vật đâu, được chưa? Tiếp theo, nếu bỏ hết các yếu tố tự sự trong đoạn văn chỉ để lại các yếu tố miêu tả biểu cảm thì nó sẽ lộn xộn, cho nên phải có yếu tố là bốt, những yếu tố miêu tả biểu cảm thêm vào nó sẽ tạo cảm xúc ở lớp lam để có thể là viết đoạn văn nó được truyền cảm hơn với trận. Rồi, chúng ta sẽ sang phần 2. Trong văn tự sự, rất ít khi tác giả chỉ cần kể người, kể việc hay còn gọi là kể chuyện, mà khi kể thường đang xếp các yếu tố miêu tả biểu cảm, được chưa? Và ở trong cái văn bản tự sự, có khi nhiều người chúng ta hay lầm lẫn, hay viết văn bản tự sự, phân văn bản miêu tả như thế, văn bản tự miêu tả lại viết thành văn bản tự sự là do nó có sự kết hợp, nhưng các bạn cần chú ý làm sao cho hợp lý để có thể là viết được bài văn nó đúng với thể loại của nó. Nhiều người viết văn bản miêu tả vì đã viết thành văn bản tự sự, và văn bản tự sự lại viết thành văn bản miêu tả đấy, vâng, nên chú ý cho tôi như thế. Và các yếu tố này sẽ làm cho việc kể chuyện sinh động và sâu sắc hơn, được chưa? Đấy là toàn bộ phần lý thuyết của bài hôm nay. Tiếp theo, chúng ta sẽ áp dụng vào phần 2, đó là phần luyện tập. Đầu tiên chúng ta sẽ làm bài tập số 1. Tìm một số đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu tả trong các văn bản đã học, như là tôi đi học, ở bước nước vỡ bờ, đọc hạ. Chúng ta sẽ chỉ làm cho ba văn bản này thôi, còn một số văn bản khác thì tôi sẽ không lấy được, được chưa? Một phương bản lớp 6, lớp 7 tôi không lấy nữa, được chưa? Đầu tiên là văn của Hen Bình. Hàm năm tư vào với phu lá ngoài được dụng nhiều và trên không có những đám mây bạc bạc, lòng tôi lại nao nức những mơ ma của biểu trường. Thì ở đây có câu hàm năm tứ vào cuối thu ra ngoài được dụng nhiều và chia không những đám mây bàn bạc, nó chính là yếu tố miêu tả, dòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơ ma của được viện trường, đó là sự kết hợp của hai yếu tố đó là bể và biểu tả, được chưa? Và văn tiếp theo, tôi quen thế nào được những tảng vát trong phán ấy nhà nợ cho lòng tôi như những cảnh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời con đã, nó có sự kết hợp giữa cả ba yếu tố kể, tả và biểu tả, được chưa? Đấy là đối với tác phẩm đi học. Tiếp theo, Bước nước vỡ bờ này, chị vọng nghiến hai hàm răng, mày chó chồng bà đi, bà trong mày phem. Đây chính là cái sự miêu kết hợp miêu tả và biểu tả, được chưa? Xin lỗi, kết hợp yếu tố kể biểu tả, được chưa? Dù chị được vùng lấy bổ hắn, ứng vú ra cửa, sức lèo khỏe của anh chàng nghiệm chạy không kịp với phúc phu đẩy của người mà bà dược biển, thằng ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nhan nhản hết trông hết trói vợ chồng phía phiêu phiêu. Và cái này nó có sự kết hợp giữa yếu tố miệng và yếu tố kể, được chưa? Rồi, tiếp theo là chúng ta đối đoạn trích, vì từ lão bố vẻ, bố va vẻ vân vân cho đến nỡ tâm lửa nó thì chúng ta sẽ phải khóa. Rồi, yếu tố miêu tả thì có câu vừa như mèo đôi mắt ẩn ẩn nước, mặt lão đổ như co rúm lại, những vết nhăn phô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra, cái đầu lão ngoẹo về một bên, miệng mó mép của lão mếu như con nít, được chưa? Khi yếu tố biểu cảm, tôi không xót xa năm quyển sách của tôi như trước nữa, tôi bằng này tuổi đầu rồi mà còn nỡ đánh lửa của con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lửa nó. Đấy, nếu chỉ có một mình yếu tố tự sự thì bạn văn sẽ rất là khô khan, người đọc sẽ không cảm nhận được sự phóc pha ân hận vàng vạc của lão hạp sau khi bán bộ vàng, cho nên các yếu tố miêu tả biểu cảm sẽ góp phần khiến đoạn văn trở nên sinh động và vào cảm phụ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ sang một bài tập tiếp theo. Bài tập này có thể là sẽ vào trong cái phần viết bài tập làm văn số 2. Và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn bạn viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách. Và ở đây chú ý sử dụng các yếu tố miêu tả biểu cảm trong khi kể. Và tôi sẽ cho một bài văn, đoạn văn tiêu biểu. Đoạn văn này tôi thấy rất là hay, được chưa? Bây giờ tôi sẽ đọc nhé. Cái này rất là hay bởi vì đoạn văn này nó kể về bà, người bà của mình, được chưa? Tôi nhìn dòng người đông đúc giữa sông bay rộng lớn này, lòng tự hỏi liệu bà còn nhận phát tôi không? Khi đưa mẹ đưa tôi sang Mỹ sinh sống, lợi phản bội, tôi khi ấy chỉ là cô bé 10 tuổi. Tôi trở về sau 9
năm biết tin bà đang mắc bệnh u não. Hôm nay tôi về, bà nói sẽ ra đón tôi. Nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy ai quen thuộc cả. Một nhóm người già trẻ, ai bác tôi, người ngồi trên phi lăng kia. Không lẽ đó là bà tôi? Tôi vội vã chạy đến, bà tôi đã già hơn trước. Nếu nên nhăn hơn, màu tóc bà nhiều hơn. Nhưng khuôn mặt bà vẫn hiểm hậu như thế. Bà khóc vội, bà ơi, đứa cháu bao năm pha cách nay đã về bên bà rồi. Cháu nhớ bà lắm. Tôi vừa nhìn khuôn mặt hiền từ của bà vừa cho hấp đến nức nở như một đứa trẻ và khóc to hơn khi nghĩ đến căn bệnh bà đang phải chịu. Bà được hâm mộ người hạnh phúc bằng tay ôm bé cháu gái ngốc của bà. Được chưa? Bạn văn này rất là truyền cảm nên là tôi mới chọn vào đấy. Chưa? Còn mấy bạn văn khác thì tôi thấy là nó chỉ cho gợi ý viết văn thôi. Vậy là buổi học đến đây rồi, các bạn về nhà để chuẩn bị bước cho tôi bài đoán nhau với phây vó, thích đôm đi hôm nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.